halal for Vietnamese. Thank you. Donc, j'aime mes frères et sœurs du Vietnam et puis je prie pour eux. Je m'engage vraiment à prier aussi. I pray for Vietnam. Thank you. I pray for Vietnam. 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 I will commit to praying for Vietnam. Thank you. I will pray for Vietnam. In one family, I will pray for Vietnam. I pray for Vietnam. I pray for Vietnam. Je prie pour le Vietnam. Thank you. I pray for Vietnam. I will pray for Vietnam and God bless Vietnam. Tôi đang đứng ngày cuối cùng ở tại Hao San Tree, Cape Town. Và thật là phước hạnh khi được ở trong một cái dòng người đầy sự sống của Chúa tuôn tràn ở một quốc gia mà trước đây người ta dường như là không thấy ánh sáng. Nhưng mà từ khi mà sự sống của Chúa Giêsu chiếu rọi vào quốc gia này thì ở trong ánh mắt của họ luôn luôn ngời sáng. Và điều tôi tâm đắc ở trong cái đại hội này đó là cái sự tương giao giữa các quốc gia, sự cầu nguyện và giảng tin lành cho khắp nơi trên thế giới. Vì vậy đối với chúng ta ngày hôm nay làm thế nào để cầu nguyện, giảng tin lành, cầu nguyện, giảng tin lành. Và đó là điều mà trái tim tôi đang sôi sục lên trong cái đại hội này. Cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah.